Xin kính chào tất cả mọi người. Rất vui khi được quay trở lại phần giới thiệu các thiết bị âm thanh karaoke tới toàn thể mọi người được biết. Và hôm nay cửa hàng nhà mình lại tiếp tục cập nhật được một cái dòng sản phẩm micro không dây hàng mới đến từ thương hiệu King's Voice, được viết tắt bằng chữ KTV. Model của sản phẩm là KM8 Plus. Sản phẩm này được công ty APV Audio Pro Đồ Việt Nam nhập khẩu chính hãng và phân phối tại thị trường Việt Nam. Vâng, và với model KM8 Plus thì đây không phải là cái model mới có mặt tại thị trường Việt Nam chúng ta, mà cái model này đã được ra mắt tại thị trường Việt Nam cách đây đủ khoảng 4 năm đổ về trước. Đơn vị mình và những đơn vị anh em khác đã bán rất nhiều cái sản phẩm này ra thị trường, và hiện tại thì đã có rất nhiều những quý khách hàng đang sở hữu cái dòng sản phẩm này. Và cách đây được khoảng 1 năm thì do tình hình dịch bệnh và hết hàng nên là cửa hàng nhà mình cũng như những đơn vị khác là không có hàng để cung cấp cho khách hàng sử dụng. Thì hôm nay thì cửa hàng nhà mình lại tiếp tục cập nhật được sản phẩm, và mình có làm một video để thông báo đến tất cả mọi người là cửa hàng nhà mình đã có hàng để phục vụ mọi người, cũng như là thông báo về một số thay đổi nho nhỏ của hãng để mọi người có thể là nắm được. Về thay đổi thì đa phần là thay đổi về phần vỏ hộp thôi, còn về phần hình thức cũng như là phần chất lượng thì vẫn giữ như nguyên như ngày trước. Và đây là cái phần vỏ hộp của sản phẩm, logo của nhà phân phối APV Audio Pro Đồ Việt Nam, thương hiệu là King's Voice và được viết tắt bằng chữ KTV, model là KM8 Plus. Đây, cái vỏ hộp thì nó vẫn giống với lại cái vỏ hộp trước đây. Cái phần bên ngoài của vỏ hộp là giống với cái phần bên ngoài của vỏ hộp trước đây, logo của thương hiệu APV. Còn cái phần bên trong của vỏ hộp thì cái phần bên trong vỏ hộp trước đây thì nó là được làm bằng xốp mềm. Thì bây giờ thì họ hãng đã thay đổi cái phần bên trong của vỏ hộp thì bằng cái bìa cắt tông, bằng chất liệu bìa cắt tông, và được chia từng ngăn riêng ra để đựng tay mic, đầu thu và các phụ kiện. Mình thấy thì cái phần hộp bên trong này được làm bằng cái bìa cắt tông này là khá là ok, bởi vì này thì vận chuyển thì sẽ không bị bọ bẹp méo hoặc là bị chảy xước sản phẩm, vì các ô này chia ra được rất là cách rất là thưa nhau, và cái phần vỏ hộp này nó rất là cứng cáp nên là khi vận chuyển thì nó không bị bẹp, và đặc biệt là nó không bị chảy xước sản phẩm. Vậy thôi, thế còn về phần hình thức đầu thu cũng như là phần tay mic thì gần như là không có gì thay đổi nhiều. Cái tay mic ngày xưa thì là tay mic màu ghi xám, còn tay mic bây giờ thì tay mic là màu đen tuyền, trông rất là chắc chắn và khỏe khoắn. Cái dòng mic KTV này, King's Voice model KM8 Plus, thì sản phẩm này thì được công ty APV đặt công ty BioVS sản xuất. Công ty BioVS là một công ty sản xuất micro rất lớn đến từ thương hiệu của Đài Loan. Đấy, thì dòng mic Bio thì nổi tiếng là lành, bền, và hát thì rất là lịnh tiếng, bay tiếng. Và rất nhiều quý khách hàng đang sở hữu cái sản phẩm này thì chúng ta có thể là đánh giá chính xác nhất chất lượng cái sản phẩm của micro không dây model là KM8 Plus này. Và đây là cái hình thức đầu thu thì không có gì khác so với ngày xưa. Và phần nội thất bên trong đầu thu thì cũng có rất nhiều anh em đã tháo ra để giới thiệu đến mọi người. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty BioVS. Bên trong đầu thu là linh kiện, và vỉ là vỉ tím, thì linh kiện là của Bayer. Ở đây là tem của công ty APV Audio Pro Việt Nam nhập khẩu chính hãng. Sản phẩm này mới được nhập khẩu về Việt Nam là tháng 10 năm 2022. Đấy, như mình đã nói là sản phẩm mới có mặt tại Việt Nam. Trước đây là hết hàng, do hết hàng nên sản phẩm mới lại có hàng cách đây không lâu. Tem của nhà phân phối APV Audio Pro. Và tem này để chúng ta quét mã QR để kiểm tra hàng chính hãng hay là hàng nhái, và cũng như là chúng ta kích hoạt chế độ bảo hành. Tem trên lóc máy. Đây, phía mặt sau thì cái tem này là của công ty Bayer. Tem này của công ty Bayer này. Và các dâu để chúng ta kết nối anten thu sóng. Các cổng kết nối tín hiệu đầu ra bằng jack calon hoặc là jack 6 ly. Cổng kết nối jack nguồn. Về phần hình thức đầu thu thì nó vẫn giống ngày trước thôi, không có gì thay đổi nhiều. Tiếp đến là cái phần tay micro thì về hình thức tay micro thì cũng giống tay micro ngày trước, cũng không có gì thay đổi. Tay Bayer đuôi chuột, hình thức rất là đẹp, logo của thương hiệu King's Voice.
Dòng mic này thì hát nó rất là lịnh tiếng. Chúng ta hát karaoke gia đình thì rất là lịnh tiếng và đặc biệt là độ bền rất là cao. Mình bán rất nhiều ra thị trường nhưng mà sản phẩm bị lỗi thì gần như là không có, rất là ít. Đây mình tháo cái phần bên trong ra mọi người xem. Công ty Audio Pro Việt Nam, tem của công ty, nhà phân phối. Và đây bên trong là vỉ, này là vỉ tím. Sản phẩm này do công ty Bayer sản xuất, Bayer vỉ tím này. Đây, mọi người nhìn linh kiện là có thể biết rồi. Đây là hàng Bayer xịn nhé. Được công ty APV đặt, công ty Bayer sản xuất, hàng chính hãng. Tay màu đen thì nó rất là sạch sẽ và rất là cứng cáp. Đó là phần tay mic, hai tay mic giống nhau và bao gồm các phụ kiện đi kèm, là jack 6 ly để chúng ta kết nối giữa đầu thu của bộ micro và vang hoặc là âm ly. Jack 6 ly, jack đầu này là màu đồng rất là xịn sò. Và tiếp đến là bộ râu thu sóng, bộ râu anten thu sóng, râu rất là già. Sản phẩm này thì anh em đi làm chương trình sự kiện cũng có thể sử dụng được nhé. Sóng rất là ổn định. Anh em làm sự kiện nho nhỏ, sân khấu nho nhỏ thì có thể sử dụng được cái bộ này. Sóng rất là tốt. Phạm vi sóng chỗ đông người thì được khoảng từ được 70 mét đổ về. Và phụ kiện tiếp theo đi kèm thì bao gồm có chống lăn đuôi mic này, chống lăn đuôi mic, chống lăn cổ mic, adapter nguồn này, và có hai cái tai để chúng ta bắt vào tủ máy. Bộ pin pin này là pin hãng khuyến mại để chúng ta sử dụng một lần rồi chúng ta bỏ đi. Mình cũng khuyên anh em là khi chúng ta mua cái bộ micro không dây này thì chúng ta nên sử dụng pin sạc để cho nó bền và an toàn. Khi chúng ta sử dụng những cái đôi pin này hoặc là những cái đôi pin như đôi pin nước, đôi pin con thỏ chúng ta mua ở quán ấy, khi chúng ta sử dụng xong mà chúng ta quên không tháo ra thì nó sẽ chảy nước vào trong mic và làm gây hỏng mic, và cái lỗi đấy thì sẽ không được hãng bảo hành. Cái sản phẩm này là sản phẩm model là KM8 Plus, model đời cao thì có đầy đủ các tính năng cảm biến như là cảm biến tự ngắt, cảm biến gia tốc thì đều có. Sản phẩm do công ty Bayer sản xuất và sản phẩm này được nhà phân phối APV Audio Pro Đồ Việt Nam bảo hành 1 năm 12 tháng cho khách hàng yên tâm sử dụng. Đây mình quay lại phần hình thức đầu thu cho mọi người cùng xem. Và mình sẽ cắm điện nguồn ở đầu thu để mọi người cùng nhìn về cái phần màn hình. Ở đây mình sẽ cắm điện nguồn của cái đầu thu này để mọi người cùng nhìn với cái phần màn hình thì chúng ta có thể nhận diện được đây là dòng mic đến từ thương hiệu nào. Đấy, nếu anh em nào mà chúng ta hay tham khảo về các dòng micro thì chúng ta nhìn đây thì chúng ta có thể là biết là có phải là Bayer không. Đấy, màn màu vàng này, màn màu vàng Bayer 790 thì hay hay có cái phần màn hình màu như này, các phím tinh chỉnh để tăng giảm âm lượng này, thay đổi tần số và dò sóng của hai kênh riêng biệt. Hình thức đầu thu thì trông không có gì là cầu kỳ nhưng mà trông nó rất là sang trọng. Ok, vừa rồi thì mình có giới thiệu đến tất cả mọi người một cái dòng sản phẩm micro không dây hàng mới đến từ thương hiệu Kingser Voice, được viết tắt bằng chữ KTV. Và sản phẩm này được công ty APV Audio Pro Việt Nam nhập khẩu chính hãng và đặt công ty Bayer VS sản xuất. Sản phẩm này thì đang có mặt tại cửa hàng nhà mình, địa chỉ tại phố Lẻ, Hưng Hà, Thái Bình. Và quý khách nào có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy vui lòng liên hệ mình qua số điện thoại là 0826 252 688. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video. Và để có giá tốt nhất thì mọi người quý khách có thể gọi điện trực tiếp cho mình thì mình sẽ báo giá. Vì giá của sản phẩm thì nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm nên là mình sẽ không báo giá trong video. Nên là mọi người mua ở thời điểm nào thì mọi người gọi điện trực tiếp cho mình sẽ báo giá chính xác ở cái thời điểm đó. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video. Xin hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.